một ba lô, cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao. Ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ nắng tình quê hương canh giữ trên miền đất mẹ. Chủ quyền biên giới quốc gia là thiêng liêng bất khả xâm phạm, đảm bảo sự bền vững ổn định của chủ quyền lãnh thổ. An ninh quốc gia là điều kiện tiền đề cho sự ổn định về chính trị, quốc phòng, an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại. Dấu chân chiến sĩ biên phòng là tập ký của nhà văn Mai Văn Tấn. Câu chuyện xoay quanh đội tuần tra đồn biên phòng vào những ngày cuối năm, trong điều kiện cái giá lành đang vào thời cuốn chiếu, quét áp vào da thịt người ta như buốt nhói, như có ngàn vàn kim châm, để hoàn thành nhiệm vụ tìm ra cột mốc tam giác đạc, là một cái mốc do Pháp chôn giấu từ giao chúng đi khảo sát vùng rừng Trường Sơn. Cột mốc ấy là điểm cho việc xác định biên giới của ta. Đội tuần tra gồm 6 người. Một đội trưởng Cao Thành cao to, một đội phó Trần Long nước da trắng trẻo thư sinh, Trần Tố có vóc dáng lùn, Trần Vòng Kiềng chiến sĩ Hồ Nô với mái tóc bồng bềnh xoăn tít, Hồ Kê dân tộc Vân Kiều với vầng trán phẳng, mắt đen và nhân vật tôi của tác giả, người con của quê hương Quảng Bình, cán bộ Đồ Bản. Chỉ qua hơn 140 trang sách trên khổ giấy 19cm sẽ dẫn dắt người đọc cùng trải dài theo những bước chân của người chiến sĩ biên phòng, nơi miền biên giới xa xăm heo hút, với gió lạnh, với rừng sâu núi thẳm, với bao hiểm nguy phía trước, còn có cả thiên nhiên tươi đẹp, với những kỷ niệm vui buồn, những thời khắc mà các chiến sĩ nắm chặt tay nhau, vượt qua mọi gian lao khó nhọc, những bài học yêu thương. Tất cả đều được thể hiện khá trọn vẹn qua từng tình huống chân thực, từng câu chữ xúc tích, giản dị và gần gũi mà được nhà văn kể lại. Những tình tiết trong tập truyện ký cứ trải dài theo từng bước chân của đội tuần tra 6 người. 6 người đến từ 6 hoàn cảnh khác nhau, tính cách khác nhau, nhưng ở họ ta đều cảm nhận một điểm chung, đó là tình đồng đội, lòng yêu tổ quốc, tự hào với trách nhiệm trên vai của người chiến sĩ biên cương, tính kỷ luật nghiêm ngặt của nhà binh, nhưng vẫn không thiếu tình cảm đồng chí anh em gắn bó. Nếu như ở nhân vật Hồ Nô vào bộ đội được 5 năm, nhưng vẫn như một cậu trẻ con thích nùng niu xa vào lòng mẹ. Có lần anh trốn đơn vị về với mẹ, thủ thị. Nhớ mẹ như có kiến đàn bò theo thành ruột, như có ong bay quanh trong đầu, khổ lắm. Nhưng người mẹ đã nghiêm nghị với cậu con trai của mình. Mày trốn về, con gái trong bàn hỏi mẹ biết trả lời sao? Và ngay đêm đó, Nô đã trở về đơn vị, lại gọi đội trưởng đang ngủ để nhận khuyết điểm. Đội phó Trần Long lại tâm lý, ân cần, lo lắng cho từng anh em trong đội. Hồ Kê lại vô cùng gan dạ và nhiều kinh nghiệm khi leo trèo qua từng hang đá hiểm trở, treo leo như người rừng. Nhân vật tôi được ví như là cố vấn viên của toàn đội, thì nhân vật đội trưởng Cao Thành lại như một người anh cả, khi nghiêm khắc, lúc nhỏ nhẹ, khi cương quyết, lúc mềm dẻo, như một người anh cả của cái gia đình 6 thành viên của đội tuần tra ấy. Chi tiết cả đội bắt được một tổ chim công thật đẹp, muốn làm quà cho mọi người mang về làm quà Tết. Nhưng đội trưởng Cao Thành đã khuyên nhủ và quyết định trả những chú chim công ấy về với đài ngàn xanh của nó, làm cho người đọc cảm nhận được tình yêu thiên nhiên, gắn bó với màu xanh biên giới mà các anh đã sống, đã gắn bó yêu thương. Trong tập truyện ký Dấu chân chiến sĩ biên phòng còn mang đến cho người đọc một không khí tình quân dân cá nước, một bản làng quyết giữ ba lô của các anh chỉ để các anh ăn một bữa cơm hay ngủ lại một đêm với dân làng. Đêm hội chống thùng rộn ràng mà các anh được tiếp đãi như những vị khách quý nơi vùng biên giới. Những món quà hay giây phút biện điện chia tay đưa tiễn những người con thân yêu tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ làm cho ta cảm thấy cay cay xúc động qua từng trang viết. Đến với tác phẩm, người đọc như được đắm mình vào thiên nhiên hoang dã, tươi đẹp, với tiếng chim kêu vượn hót, với những dòng suối trong mát, bao loài muôn thú rừng xanh, tựa như một bức tranh sinh động về cảnh vật núi rừng qua lời kể của tác giả.
Có lẽ đó cũng là những ký ức thật đẹp, thật ngọt ngào mà nhà văn ghi lại trên bước đường làm nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, những giây phút vui vẻ, ân tình như thế cũng rất ít ỏi để làm ấm lòng người chiến sĩ biên cương trên bậc đường nơi biên giới. Bao nguy hiểm rình rập, những gian lao khó nhọc, những phút giây sinh tử mất còn, những khoảnh khắc đưa ra quyết định cân não để đối phó với kẻ thù và cả thú dữ sẽ làm cho người đọc vừa hồi hộp, vừa khâm phục trước bản lĩnh, trí óc và sự gan dạ, dũng cảm của các anh. Và cũng chính từ trong gian nguy ấy, tình quân dân gắn bó, tình đồng chí, anh em đã thực sự tỏa sáng. Những cụ già, trai tráng thanh niên cùng phát rừng mở lối, dẫn đường cho bộ đội. Những mẹ già, em gái chuẩn bị từng nắm cơm, cây bánh tét cho các anh trên bước đường tuần tra canh gác. Trong những trận sạt lỡ, bão lũ tưởng như sẽ chôn vùi đồng đội, những cơn khát khô trong giá lạnh vẫn không làm chùn bước chân của người lính Cù Hồ. Kết thúc cuốn truyện ký là niềm vui vỡ òa của đội tuần tra 6 người chiến sĩ biên phòng khi đã hoàn thành nhiệm vụ, xác định được cột mốc tam giác đặc của chủ quyền biên giới nước ta. Và hơn nữa, trong mắt các anh, hình ảnh quê hương tươi đẹp ngày mai nơi vùng biên này, đó là những cánh đồng ruộng nước, những cánh đồng màu, hàng vạn dân sẽ định cư nơi miền đất chủ phú của biên cương cùng uống dòng nước Sepol mát rượi. Kết thúc tác phẩm là niềm vui hân hoan rộn rã. Chúng tôi hò nhau chạy về phía ấy, một loạt súng nổ giòn tan như một tràng pháo Tết. Không có quá nhiều tình tiết, không sử dụng nhiều những bút pháp nghệ thuật văn chương, truyện ký, bước chân chiến sĩ biên phòng của nhà văn Mai Văn Tấn đã sử dụng bút pháp kể chuyện đầy chân thực, sinh động và gần gũi, để người đọc có thể cảm nhận được một chặng đường làm nhiệm vụ trong vô vàn những nhiệm vụ cao cả thiêng liêng, đầy hiểm nghi gian khó mà những chiến sĩ biên phòng đang thực hiện từng giờ, từng phút để bảo vệ bình yên cho tổ quốc quê hương. Nhân ngày truyền thống bộ đội biên phòng ngày 3 tháng 3, chuyên mục sách hay nên đọc xin được trân trọng giới thiệu. Cho tôi ca bài ca về người chiến sĩ nơi tuyến đầu, nơi biên cương rừng sâu, anh âm thầm chịu đựng gió.